Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 23 tháng 11, ông Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, làm việc và có buổi trò chuyện thân tình với tỉnh ủy Sóc Trăng. Tiếp nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Tô Ái Vang, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Quỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, tỉnh đã báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm 2022 với nhiều kết quả quan trọng, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,13%, thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng. Trong 23 chỉ tiêu nghị quyết đảng bộ đặt ra trong năm, có 20 chỉ tiêu đạt và vượt, 2 chỉ tiêu cơ bản đạt và 1 chỉ tiêu chưa đạt về chỉ số sản xuất công nghiệp. Ông Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội, bày tỏ niềm phấn khởi với những kết quả mà tỉnh đạt được trong năm, đồng thời động viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ở những năm sau, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Nguyên Chủ tịch Quốc hội dặn dò, tỉnh cần lấy tài nguyên đất đai làm động lực phát triển, mỗi địa phương có những thế mạnh đặc trưng, vì vậy mà tỉnh cần có những định hướng khai thác phát triển phù hợp để phát huy những thế mạnh này và phải gắn với việc bảo vệ môi trường. Tiếp đó, nguyên Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn cán bộ của tỉnh đã đến thăm tặng quà tại Thiền viện Trúc Lâm, phường 2 và chùa Sông Rong, phường 5, thành phố Sóc Trăng. Chiều nay, ngày 24 tháng 11, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị thị xã Vĩnh Châu tổ chức cuộc họp đóng góp ý kiến vào văn kiện chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm 2022. Dự họp có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Ngô Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thị ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị thị xã Vĩnh Châu cơ bản thống nhất cao với dự thảo báo cáo kinh tế xã hội trên địa bàn và các văn bản trình tại kỳ họp sắp tới. Các đại biểu cũng đã đóng góp thêm nhiều lượt ý kiến và kiến nghị xoay quanh các vấn đề như đầu tư xây dựng cống trên đường huyện lộ 38 và nâng cấp cống số 5 ở ấp Nô Pun, xã Vĩnh Tân, sớm xây dựng tuyến đê bao ở cụm dân cư Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải và ấp Năm Căn, xã Lai Hòa để bảo vệ sản xuất và tài sản của người dân khi triều cường dâng cao. Quan tâm chế độ chính sách đối với ngành y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị chính phủ điều chỉnh Nghị định 146 về thực hiện chế độ bảo hiểm y tế qua việc bổ sung thêm đối tượng thụ hưởng do ngân sách nhà nước hỗ trợ. Quan tâm công tác quản lý giá vật tư nông nghiệp, giá cả đầu ra các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thị xã, đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác công nghệ cao, nâng chế độ phụ cấp cho cán bộ ấp khóm. Phát biểu tại cuộc họp, ông Ngô Hùng, Bí thư thị ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị thị xã Vĩnh Châu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong việc đóng góp các ý kiến kiến nghị, qua đó giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu đặt ra và chỉ đạo bộ phận thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến gửi về thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chuẩn bị trình tại kỳ họp. Cũng để chuẩn bị kỳ họp thứ 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới, chiều ngày 23 tháng 11, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị Châu Thành, tổ chức cuộc họp để thảo luận về các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp. Dự có đồng chí Võ Chí Công, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, các đồng chí Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đắc cử tại huyện Châu Thành, cùng các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu các văn bản và tờ trình dự kiến trình tại kỳ họp và thảo luận một số vấn đề liên quan đến các kiến nghị của cử tri như giá dịch vụ tại các chợ, ô nhiễm môi trường tại bãi rác tập trung, hỗ trợ lực lượng công an chính quy về xã, cấp thẻ căn cước công dân và chuyển đến hộ dân gặp nhiều khó khăn, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên các tuyến kênh, hỗ trợ vốn cho hợp tác xã để đầu tư trang thiết bị, chưa có định hướng và lộ trình về mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023. Hỗ trợ các chức danh không chuyên trách của các ấp và hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Võ Chí Công chỉ đạo thư ký tổng hợp các ý kiến của đại biểu để trình tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới.